sao anh nhớ em thế. Thương nhớ đông đầy trong lòng, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển gồm bốn phương trời xây thành. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em dám cả đời. Em ơi ngồi đây ta tương mong mình, ngồi đây vay hoành. Em ơi ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em sớm trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ em đang bán tiếp một đôi loa lẻ của Onkyo. Đôi này là Onkyo 7GX, có giá là 900.000 đồng. Cấu hình của nó thì gồm một bát 12cm màng bằng sợi tổng hợp và một chép đom 2,5cm. Kích thước của nó thì cao tầm khoảng 28-30 và ngang là 20. Công suất mỗi loa là 70W và trở kháng là 6 ohm. Anh em về có thể ghép được với tất cả các âm ly mini vừa và nhỏ, đầu CD ô tô. Em vừa test với chiếc âm ly Pioneer 2030 có công suất là 130W. Anh em nào mua hàng thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại trên bảng tên. Em nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các em đã theo dõi video này của em.